Ok, chào mọi người. Hôm nay là chúng mình đang ở gian hàng Gramzy và mình sẽ phỏng vấn anh tác giả của hãng game Gramzy, anh Ken Nguyễn. Vâng, em chào anh. Bây giờ thì nói chung là phép năm nay là anh ghi được mấy phép rồi? Năm nay nếu mà tính từ Bắc từ Nam ra Bắc thì vâng, chắc cũng là ba. Ba phép. Ba nhỏ và cũng vô vài cái lớn. Vâng. Anh thấy năm nay có gì đặc biệt? Cái phép này nó có gì đặc biệt hơn các phép khác? Mình nghĩ năm nay thì nó có sự quy tụ của rất là nhiều nhà phát hành Việt đến với lại phép lần này. Chẳng hạn như là đi xung quanh thì mọi người có thể thấy đó, kiểu chẳng hạn mình hoặc là bên của hành game hoặc là của Leviat và cũng như là Mibo ở Sài Gòn. Đối với mình đó là một cái dấu ấn thể hiện rõ ràng cho cái việc là board game đang phát triển rất là mạnh và nó đang đi theo chiều hướng phát triển thêm nữa trong tương lai đối với thị trường Việt. Như em được biết thì là bên mình là một cái game mà inspire là về học tập. Đó thì nó là một cái thị trường ngách rất là đặc sắc. Đối với em là như thế. Vâng. Tại vì nhà em rất nhiều học sinh. Nhưng mà hiện tại thì đối với thị trường Thái Nguyên thì em chưa thể phát triển được. Em cũng phải nói thẳng như thế. Em rất là muốn phát triển, em phát triển được. Dạ vâng. Vâng, nhưng mà em thấy nó khá là hay. Như là năm nay em chơi qua Rhythm. Em cảm thấy là game đấy hay, em thích hơn Gramzy A1 tại vì cái game của nó hơi mochi. Mình người lớn mình chơi, bọn trẻ con nó buồn cười. Đấy. Và năm nay là em thấy mọi người rất là thành công khi mà sáng tác thêm hai game mới nữa. Vâng. Thế thì cho em hỏi một chút là trong những cái game anh làm ở đây thì anh tâm đắc nhất là game nào? Mình nghĩ thật sự cái mà mình tâm đắc nhất đó chính là cái tựa game, tên tiếng Việt của nó là Thiên, mà tên tiếng Anh của nó là Sacred. Nó là một cái con game mà mình lấy cảm hứng cũng tầm một năm rồi, trong cùng cái thời điểm là mình đang cải thiện Grammanista một của mình, game về ngữ pháp. Thì nó trong một cái khoảng chốc mình lấy lên cái idea và mình nung nấu cái idea đó đến thời điểm bây giờ cũng ra hình ra hài rồi. Thì mình nghĩ nó cũng khá là thú vị và ngày hôm nay được mọi người playtest thử, được mọi người feedback những cái phần mà mình có thể improve tốt hơn, những cái phần mà mình có thể kiểu chấp vá nó để mà có thể đem vào trong một cái bối cảnh lớp học hoặc là đem vào trong một cái bối cảnh không gian cà phê giao lưu của mọi người. Thì rõ ràng đó là một cái phần mà mình cảm thấy là rất là đáng quý khi mà nhìn lại cái ngày hôm nay. Như em nhìn qua thì nó là một game theo hướng trinh thám đúng không? Dạ, nó vừa trinh thám vừa phải giải đố và đặc biệt nó nhấn mạnh vào cái kỹ năng đọc hiểu của người chơi. Bởi vì xuyên suốt cái game thì người chơi sẽ phải có những cái manh mối mà họ phải chấp nó lại với nhau, cũng như là họ phải kết nối được xem là rồi cuối cùng cái mảnh ghép này nó sẽ đi với mảnh ghép nào để đưa ra được cái kết cục. Thế thì nó rất là đặc biệt đấy, em cũng bất ngờ đấy, tại vì là em nhìn qua game thì em cũng nghĩ là một cái bản đồ gì đấy thôi. Dạ. Yeah. Em rất là tò mò với game này, quay thì đấy, quay chơi. Dạ vâng. Vâng, thế em cảm ơn về cái phần phỏng vấn của anh ạ. Dạ, bắt tay anh vào. Rồi. Cho em xin chụp kiểu ảnh với anh nhé. Anh ơi.